Ngộ không đã dùng toàn bộ sức lực giúp mọi người tránh được nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn không thể kiểm soát được tình thế. Chiếc thuyền nhỏ hoàn toàn mất kiểm soát lao thẳng lên không trung, mơ hồ như thấy được chân dung Phật tổ. Đáng tiếc phía cuối con sông treo lơ lửng, con thuyền lao thẳng xuống, thầy trò bốn người không thể nào giữ vững người được nữa. Đường Tăng lúc này cuối cùng cũng nhận ra được nhược điểm việc không biết bay lên trời và độc thổ. Không kịp nghĩ nhiều, một cô gái mặt mũi thanh tú đã đập vào mắt. Chỉ là đá vụn bay từ trên đỉnh núi xuống khiến cô ấy cũng bị liên lụy. Cùng Đường Tăng ngã xuống núi, trong chớp mắt dường như cô gái ấy đã nảy sinh tình cảm với Đường Tăng. Nhưng trong thời khắc sinh tử đã không kịp thổ lộ, Bạch Lộc cảm nhận được chủ nhân gặp nạn lao ra không trung đón lấy cô gái. Ngộ không muốn tìm đúng vị trí của sư phụ phi thân nên đón lấy Đường Tăng. Thầy trò bốn người xem như đã bình an vô sự kinh qua được kiếp này. Cô gái thấy Bạch Lộc từ từ đi tới, thần sắc vô cùng hiếu kỳ với bốn người, dường như chưa bao giờ thấy hòa thượng có vóc dáng thế này. Ánh mắt rực lửa khiến trái tim hướng Phật của Đường Tăng không khỏi loạn nhịp. Ngươi là đàn ông? Cô gái dường như chưa bao giờ biết đàn ông hình dáng thế nào. Mấy người Ngộ không cũng chưa bao giờ thấy cô gái nào ngây thơ tới vậy. Đang định tiến lên bắt chuyện thì cô gái đã lộn nhào quấy lên lưng Bạch Lộc, vung dây thừng đi về phía xa. Đứng dậy núi tiên cốc nhìn có vẻ giống với chốn Bồng Lai tiên cảnh. Cô gái bước vào một thành thất ẩn giấu rất nhiều sách cổ. Mọi người gọi cô gái ấy là Đệ Hạ.